Trung tâm hội nghị tiệc cưới Clarice Palace, tọa lạc số 22 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chính thức khai trương vào ngày 20 tháng 12 năm 2013. Sự kiện này là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước đi linh hoạt của công ty Như Ngọc trong việc nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường nhà hàng tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí thuận lợi giữa trung tâm của quận Thủ Đức, Clarice Palace chắc chắn sẽ là địa điểm tổ chức thành công cho các sự kiện công ty, đám cưới cùng các bữa tiệc trọng đại cho người dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các vùng lân cận, quận 2, quận 9 và Bình Dương. Với 6 sảnh tiệc, Jay, Burn, Amber, Aqua, Ruby, Diamond có sức chứa 3.000 khách và diện tích lên đến 5.000 m², quý khách có thể tổ chức tiệc từ 10 bàn tiệc đến 100 bàn tiệc, phù hợp cho mọi sự kiện. Nơi đây hứa hẹn là trung tâm hội nghị tiệc cưới nổi bật nhất của khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ đầu bếp xuất thân từ hệ thống khách sạn, nhà hàng lớn trong thành phố, phục vụ ẩm thực với mọi phong cách vùng miền. Clarice Palace chắc chắn sẽ tạo cho đám cưới của bạn trở nên hoàn hảo và thăng hoa.